Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Góc Anime. Hôm nay tôi lại mang đến cho các bạn một bộ phim đúng bản chất của hài bựa 18 cộng đây. Không dài dòng thêm nữa, cùng bắt đầu ngay thôi nào. Xuất hiện trước màn ảnh bên cạnh chồng sách lớn với dáng đi hơi ngờ nghệch, hệt như visual của một vị học bá ngàn người ngưỡng mộ, nhưng không, anh chàng Usa này chỉ là chàng học sinh cấp 3, phải đi làm tạp vụ cho thư viện để kiếm thêm thu nhập mà thôi. Anh chỉ mong muốn là một học sinh trung học hết sức bình thường. Có một cô người yêu xinh đẹp, thông minh học giỏi, nghe cũng bình thường ha. Anh mày đây 20 năm nay chưa biết mùi nắm tay là cái mẹ gì này. Chỉ có sách mới cho ta biết đến sự thật, cái đẹp hoàn mỹ và tình yêu. Đúng thật là vậy, thư viện là nơi đầu tiên mà cuộc gặp mặt duyên số giữa Usa và thiên thần lòng anh. Với cái vén tóc quen thuộc của mấy con em biết mình được chú ý cộng thêm ánh mắt đá lông nheo thẹn thùng đã đủ để sát đao một thanh niên trai tân. Bố mẹ cậu phải đi công tác xa nên hôm nay Usa sẽ được chuyển đến một khu ký túc xá với bao người bạn thú dị đang chào đón, thú tính và dị hợm đấy. Vui vẻ trên con đường vắng không cần tăng ga, bất chợt có thanh niên sâu ra quả dáng mô đồ không đỡ nổi. Chui cả cái thân à, chỉ mỗi cái đầu thôi qua cái lỗ hàng rào to chà bá của trường cấp 1. Có lẽ nào hắn là tên biến thái đang bị săn lùng sao? Vờ lờ hội biến thái với nhau cả hay sao mà biết rõ thế nhỉ? Đúng lúc đang định gọi báo cảnh sát thì ông cũng dắt chiếc xe Asama tới chơi. Còn tiện mồm cảnh báo gần đây có nhiều thanh niên thích đúc đích lắm nên mau mau về nhà đi. Usa tố ngay luôn thằng cu này đích thị là biến thái. Hắn vừa đút cái đầu trên vào cái lỗ to như quạt mo. Thanh niên có quả mái kêu oan mình chỉ ướm thử xem đầu mình sai số bao nhiêu mà thôi. Chứ anh thích mấy em gái ngon nghẻ đùi trắng múp, mông úp lồng bàn cơ, mồm đang bon bon nên đi chơi hơi xa, lộ luôn cả cơ mật chuyện ga tàu hỏa. Anh thường hay đứng dưới chân cầu thang để xem ánh mắt lườm lờ của đám nữ sinh váy ngắn. Ôi thôi lần này là chết toi, chưa đánh đã khai, nói thế thì có chó nó tin. Nhân lúc cả hai đang tranh luận, Usa bắt lấy thời cơ phi hai cẳng về nhà mới. Bà chủ căn ký túc xá cực kỳ nhẹ nhàng, thủ tục lúc nào cũng thế, sẽ đi tham quan khắp mọi nơi. Đến căn phòng ngủ của mình khiến Usa choáng ngợp, sao chỉ có 20m² mà rộng đến thế này. Bà Sumiko rón rén kéo ngay cái rèm chia đôi căn phòng lại. Usa sốc ỉa ra quần, vậy là ở phòng đôi sao? Tự nhiên xuất hiện một cái chạm lên vai cậu, không phải ma quỷ mà là ma dê. Không ai khác là thanh niên lúc nãy đã bị tóm về đồn. Usa hét lớn trong cơn hoảng hốt, chẳng lẽ mình lại phải ở cùng phòng với tên biến thái dâm dê đê tiện này sao? Mà lại còn ngăn cách mỏng manh qua một tấm rèm nữa chứ. Lúc nãy anh ta nhận ra Usa là vì tấm ảnh căn cước công dân bà Sumiko đưa cho nên rất dễ để nhận ra khi gặp mặt. Thấy Usa đang trong cơn hoảng hồn, bà chủ phải đứng ra nói đỡ giúp tóc mái. Thực ra nhân phẩm của anh rất tốt bụng, chỉ có điều thích bị hành hạ thôi chứ không làm hại tới ai bao giờ. Không được, lòng đã quyết, Usa vì bảo vệ những nam cấp 3 đẹp như trong trí tưởng tượng nên không thể ở lại đây được. Đang định cút sang nhà bạn ngủ nhờ thì gặp ngay thiên thần thư viện trước cửa. Cô còn là cháu gái của chủ nhà, quầy đúng kịch bản rồi đấy. Mê gái kiểu này thì ở lại chắc chắn 1000%. Không ngoài dự đoán của một con người có kinh nghiệm tình trường sắt đá như tôi. Cụ thể là chưa yêu ai, con cu làm mù con mắt, cái đầu gật như chú cún đồng ý ở lại ngay. Vậy là chàng thanh niên bây giờ chính thức sập bẫy vào khu nhà thú dị. Dính phải bùa yêu, Usa cứ mải bám đuôi theo Jitsu mà không để ý địa phận ranh giới dưới chân. Tí thì ăn một roi vào mồm. Tất cả là lỗi của bà chủ nhà này, không nói cụ thể phân chia địa bàn gì hết. Làm tí nữa Usa phải trồng lại nguyên hàm răng, chắc cũng vì sợ tên biến thái nên ngôi nhà được phân chia thành hai khu nam và nữ. Đi vào địa phận nữ thì sẽ hiểu vấn đề ngay với những món hàng nóng trên hành lang. Được phân chia đủ mọi thông số và dữ liệu, Usa dù thích nàng thơ nhưng không được vào phòng nàng thì làm ăn được gì đâu mà ở lại. Cậu gọi ngay cho mẹ để xin chuyển đi nhưng không, mẹ cậu đã đặt cọc số tiền rất lớn cộng thêm bà chủ nhà bao ăn thì một thằng nhóc không biết nấu như cậu thì buộc phải ở lại. Kể ra ở lại đây cũng tốt, chịu thiệt một chút nhưng ngày nào cũng được ngắm cơ rút. Ấy thế nhưng chưa kịp nhìn gì đã bị bà chủ phát hiện. Kinh nghiệm 78 năm EPA, Sumiko đoán ngay được tâm tình của nhóc tỷ Usa. Đang định thủ thỉ tâm tình khuyên răn chuyện cô cháu gái thì cậu lại ngại chạy đi mất. Usa lén ngắm nhìn dáng đi nhìn buồn cười vờ cờ lờ lúc đọc sách của Jitsu. Khuôn mặt ngờ nghệch cùng dáng đi lẩn thẩn không khác gì zombie nhưng đã đủ làm anh mê đắm mê đuối. Đúng là vẻ đẹp chỉ nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Đang trong cơn phê thì biến thái xuất hiện cắt ngang. Usa tức giận lời qua tiếng lại rồi biến thành trao đổi về tư thế doggy và 69 nghe có vẻ đê tiện. Sợ Crut đánh giá, Usa vội vàng bước qua khu con gái để giải thích nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc. Gần cái gì thì dùng cái đấy. Ngay lập tức Jitsu thị uy khả năng dùng roi chuyên nghiệp. Đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ. Nhưng không, Usa thả để nguyên nhân cái chết trên bia mộ là cảm lạnh chứ éo bao giờ nằm chung với biến thái Siro. Đã 3 ngày trôi qua, kể từ sau vụ việc ấy, Jitsu đã cho cậu ăn bơ toàn tập. Điều đặc biệt hơn là kể cả Siro biến thái đã ở đây nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy cô cười. Ngay bây giờ đây, một gương mặt khác trong khu ký túc sẽ xuất hiện. Cô chính là Mazumi, từ bức hình ta có thể nhận ra cô là người phụ nữ trưởng thành. Rất trưởng thành và chín chắn. Để thay đổi u sầu, Usa quyết định đi dạo dọc bờ sông ngắm hoàng hôn. Lúc đó cũng có một cô gái với quả ngực cỡ B đang review 20 loại bia ở Nhật Bản chắn vào tầm nhìn của anh. Tức cảnh sinh tình, nhìn cô có vẻ giống thất tình. Đúng thật, bà cởi chiếc nhẫn ra và định ném đi kèm theo là lời nguyền với anh chàng người yêu cũ xấu số. Hẹn gặp ở đám cưới với một bức thư đầy lời thân mật với những câu chuyện xấu xa mà anh đã làm. Hét to quá ông trời điếc tai, tí thì cho cô ngã xuống sông. Usa tốt bụng nhắc nhở thì bà lại ảo tưởng lên nghĩ mình được tán tỉnh.
Guman, ha, thất vọng vì đến ngay cả Titan cũng chê mình. Nỗi nhục này chỉ có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà mới rửa hết. Đã vậy thì nhảy một mình đi còn kéo theo Usa cùng đi làm khỉ gì. Rất may là mồm cậu nhanh nhẹn, nịnh nọt đủ điều chứ không là cũng hóa kiếp sớm rồi. Không ai khác đây là bà chị Mazumi trên bức ảnh lúc nãy. Thảo nào mà thấy quen quen, dù hơi đần độn nhưng vẫn rất có ý thức, biết mang rác đi vứt là được rồi. Tuy nhiên chưa làm xong nhiệm vụ đã nổi máu dê lên áp hai quả đồi núi vào ngực Usa. Ngay lúc điều ước đáng mong chờ nhất của tên Titan là được thử cảm giác chơi xích đu thì thiên thần Jitsu xuất hiện cứu cánh cho cậu. Phá tan ước mơ mất nụ hôn đầu, mất cái danh Titan, mỡ dâng tận mồm rồi mà còn rớt, khi say con người ta thường làm trò điên khùng. Đúng thật bà Dumi còn đòi trượt từ cầu thang xuống, nhưng người đỡ phải là Titan chứ mọt sách Jitsu thì bà đây không thèm. Tức giận vì bị từ chối, Jitsu gãi ngứa cho Dumi nhưng đen thay cả hai trượt chân. Ngã từ trên bậc cầu thang xuống, cuối cùng kẻ dính trọn tất cả từ cùi trỏ đến tấm lót sàn lại là chàng Usa đáng thương. Sự thật là Mazumi đã bị cắm sừng, cũng tại vì mắt nhìn người quá kém nên toàn gặp bad boy. Siro an ủi cô bằng cách có một không, hai. Thôi lần này bắt cá hai tay, lần trước là ba và trước kia là bốn cơ mà. Không lạ với biến thái thích bị ăn hành này, nói vậy là tự tìm đấm vào mồm rồi. Tối hôm đó cả nhà vui vẻ ăn mì hảo hảo cùng nhau. Thấy hối lỗi Jitsu rất lo cho vết thương của cậu, chuyện nhỏ ấy mà có tí trên mặt cho nó đời. Còn Dumi trong khi tay đang massage vùng đồi núi thì cũng hứa sẽ cho Usa làm cùng để chuộc lỗi. Kỳ nghỉ đang đuổi tới đít rồi. Bà Sumiko hỏi về dự định sắp tới của mỗi người. Ai dè ai cũng nhàm chán, người thì đọc sách, người thì ở nhà. Trừ cái tên Siro luôn có những kế hoạch quái đản thì không biết được trước. Còn với Usa, tuy là kỳ nghỉ nhưng cũng chả có tiền và xe để đi chơi. Krut thì lại đi thư viện, riêng cái thằng cùng phòng lại tiếp tục bày trò. Không biết có biến thái hay không, nhưng cứ từ chối chơi cùng cái đã. Không muốn Dumi cứ mãi ủ rũ trong phòng như thế. Siro tâm lý muốn rủ cô chơi cùng để quên đi nỗi sầu. Vì anh đang bận hoàn thành nốt trò chơi nên công việc này sẽ giao lại cho Usa. Đến khu con gái anh chỉ đứng từ xa gọi vào. Trước cửa căn phòng là bảo vật phòng hộ cấp SKMNZ. Quả này vỗ vào người thì thành tổ ong mất. Đáng sợ hơn là tư thế bò từ trong phòng như phim kinh dị xuất hiện với chiếc máy kích điện trên tay dọa Usa đái ra quần. Nói đến kỳ nghỉ là người con gái thất bại trong tình yêu. Dumi căm thù mọi cặp đôi đang yêu nhau trên Nhật Bản. Ước gì mấy cái ngày lễ này mau trôi qua nhanh đi hoặc là xóa luôn để có thể cứu rỗi con người này. Siro đã bày ra một trò chơi tuổi thơ mát mẻ giúp mọi người quẩy bay ngày lễ. Bà chị không tin điều đấy, thất vọng vì một tên khổ dâm cũng muốn lợi dụng mình để làm trò chơi. Xuyên tạc cho Usa muốn giúp hắn để trả thù vì không được bóp véo cô. Nghe theo tiếng gọi của biến thái Sirokan, hai người nhìn ra hướng cửa sổ. Goa đây là bong bóng tuổi thơ, một thời ký ức ùa về. Midi đã nhanh chóng quên sạch những đau buồn và trở về tuổi 13. Cô chạy nhăng như cách đây 5 phút chưa có chuyện gì xảy ra. Điều tuyệt vời nhất cũng xuất hiện, căn phòng bong bóng tuyệt đẹp bao phủ xung quanh Dumi, nhưng nó cũng không trụ được bao lâu và vỡ ra thành nước. Điều đó làm Dumi lại lần nữa liên tưởng đến sự tan vỡ trong tình yêu mà ngồi gục xuống than vãn. Siro biến thái nhưng rất nhỏ nhẹ và tâm lý anh nói chỉ cần làm lại cái khác là được mà. Ngay lập tức đã dễ dàng khôi phục được trạng thái vui vẻ của Dumi mặc dù cái giá phải trả là liên hoàn tát. À được trả mới đúng, đây là tên khổ dâm cơ mà. Jitsu ở ngoài nhìn ngắm mọi người, sự mong muốn được tham gia đã viết hẳn lên trên trán. Cho tôi chơi với, nhưng tính cô thì ngại ngùng nên đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Usa. Nghiện còn ngại không dám chơi nhưng vẫn muốn được rủ thêm. Mắt thì đọc sách nhưng chân thì đã muốn đứng dậy bay nhảy lắm rồi. Hiểu được tâm lý là có cách xử lý, Usa đã chỉnh sửa lời mời đánh vào lòng tiết kiệm và giúp cô đỡ ngại. Nếu cô không chơi thì sẽ phí đống nước này lắm. Lần đầu được thấy Jitsu cười tươi như vậy, bong bóng vỡ ra bắn vào miệng cô, hình ảnh một cô gái mọt sách lại có hành động như diễn viên heo tai. Liếm môi e thẹn làm Usa không thể nào ngừng nghĩ đến viễn cảnh đen tối. Anh liên tục phải ngồi xuống để tránh lộ ra chú chim con. Tốt thôi, khi biết được sự thật thì món quà nhận được tất nhiên là một bên má hằn 5 ngón tay rõ cả đốt. Mặt trời đã hửng nắng, má Dumi đã ửng hồng. Usa ngồi đằng sau hưởng sắc đẹp mùa hè lập tức bị vu oan là tên biến thái nhìn trộm đồ lót của Dumi. Tất nhiên là phải đứng dậy cút đi nhanh chứ ngồi lâu tí nữa bị gán cho tội hấp diêm mất. Bước được 2 bước thì trên hành lang bỗng xuất hiện một mảnh vải hồng chấm bi. Theo suy luận logic của Usa thì đây đích thị là chiếc bẫy quần lót nhằm bắt giam anh vào tù. Nhìn ngó xem xung quanh có anh cớm nào đang núp hay không. Rất chi là cẩn thận nhưng tiếc thay đây là tấm băng cột tóc của bà Dumi. Siro đã xuất hiện, chấm ba chấm, anh đang mặc cái gì thế này, không khác gì tên BD biến thái tóc mái gái không ra gái trai không ra trai. Mà phải công nhận Usa rất giỏi trong giao tiếp với người dị hợm, anh đã thu hẹp được khoảng cách với tất cả mọi người dù chỉ đến đây có ít ngày. Cơ hội đã điểm đây chính là lúc Usa có thời gian riêng tư với Jitsu. Nhiệm vụ lần này được bà tiên Sumiko giao cho chính là lấy hết tấm rèm cửa. Đời thì không như là mơ, Usa mặc dù đã liên tục tấn công bằng cách quan tâm hỏi han về sở thích của Jitsu nhưng tiếc thay câu trả lời cậu nhận được lại là ừ chắc vậy. Kể cả có là Van Gogh mà sống lại thấy bức tranh này chắc cũng phải ngả mũ thán phục. Anh chàng biến thái giữ váy và bà già Epa phơi đồ nghệ thuật trong cơn gió lốc. Cùng với chút kiến thức về châm biếm, cộng thêm dáng vẻ hài hước của Siro, anh đã thành công chọc cười Jitsu. Cô cười như được mùa, cười rung cả đất, đập gãy cả chân. Đã rất lâu rồi bà chủ mới thấy cô cười nhiều như vậy. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ nhưng ông lại triệt Usa. Vừa mới lấy được tí thiện cảm thì dính ngay quả bẫy ối rồi ôi.
vẫn là một mảnh vải trên hành lang, nhưng lần này lại là chiếc quần lót của bà chủ nhà. Đen là lần này cậu đã cầm lên một cách đầy tự hào. Sự thật lộ ra thì đã quá muộn để bào chữa. Tiến một bước, lùi 10 bước, cứ tưởng lạc vào bộ nào heo tai. Dumi đè cậu trên sàn nhà với quả view nhìn thẳng vào trung tâm miền núi. Thực chất là bà chị già đã sút siro và cưới anh lên người nhóc Usa. Thật tội nghiệp, chỉ là rủ đi xem phim kinh dị thôi, nhưng mà tình cảnh hiện tại đã quá đủ ám ảnh và bạo lực rồi. Để có một buổi xem phim chân thật và cuốn hút nhất, Dumi và bà Sumiko đã để cô quả dạp mà chỉ nhìn thôi cũng đái ra máu. Jitsu thấy quả mở đầu sốc cả não. Quay xe về phòng thì Dumi thở ra câu trong phim ai bỏ chạy đầu là người chết nhanh nhất. Cộng thêm sự giúp sức cho độ chân thực là hành lang xinh xắn lung linh nến vàng của Shirokan làm Jitsu không dám về phòng. Rén quá, cô đành phải ở lại không xem cũng được, chỉ cần nghe âm thanh và che mắt lại là không thấy sợ. Bị dọa cho hồn bay phách lạc, đã thế thì làm gì dám đi vệ sinh một mình, phải rủ thêm cả Mi đi theo cùng. Đi đến cuối hành lang thì một cái bóng hiện ra hù chết con mẹ cả lũ. Cái bóng đấy không ai khác là thành viên cuối cùng của ký túc xá biến thái Sazaka mới gặp, đã ngay lập tức bóp nát véo Dumi. Qua bài giới thiệu thân thiện, hiền lành, Saza đã thành công làm cho Usa mê đắm mê đuối. Cuối cùng cái nhà này cũng có người bình thường. Dumi phân trần chê trách cô chỉ là kẻ lừa đảo, cô nàng nước mắt cá sấu. Một cuộc chiến mõm pháp được câm phát ngay tại phòng khách. Có vẻ tình hình này là không bình thường cho lắm rồi nhỉ. Phải thất vọng nữa rồi Usa ơi. Vì quả quần xịp chấm bi của bà Sumiko mà Jitsu đã liên tục lơ anh. Cô lúc nào cũng thế, không có nhiều bạn bè gì. Một mình đọc sách, một mình đi học, một mình đi về, với khoản tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Tèn tèn tèn, một chiếc xe đạp mini Nhật chính thức đã về với khu ký túc xá về với Usa. Đây là điều cậu đã mong chờ từ rất lâu. Riêng bà Dumi xin được đèo trên con xe thì bị từ chối. Chỉ thế là đủ để liên tưởng đến quá khứ đau thương của mình trong những năm tháng cấp 3. Dây này thì không buộc chắc cũng không sao đâu, nhưng mà để tên Siro này làm thì có sao? Anh thắt quả dây chéo nhìn vãi lờ dâm. Chính xác vì lý do này mà cậu bị Jitsu từ chối đi học cùng. Đang sầu đời thì con mụ Saza thủ thỉ vào tai chuyện anh thích Jitsu, làm anh phải trèo lại từ 9 tầng địa ngục trở về mặt đất giải thích. Để mấy tên ối rồi ôi nãy biết thì khỏi yêu đương gì nữa luôn. Ngày đầu tiên đi học, em vác xe đến trường, em ngỏ lời mời chân tình chờ Crut đi học, bị từ chối thẳng thừng. Em vừa đi vừa khóc, không ai dỗ dành yêu thương. Ôi không, bản chất bên trong Jitsu lại thế này ư? Không, em muốn đi chung với anh mà. Chỉ là em quá xấu hổ mà thôi. Có cái lỡ ấy do hai con mụ Sazaka và Dumi lên kịch bản lồng tiếng. Đừng động đến lửa, phòng đấy, Jitsu buộc phải dùng đến quyền lực huyết thống. Thực chất bà Sumiko chỉ mướn lại ngôi nhà rồi cho thuê mà thôi. Cô chính là cháu gái của chủ nhà. Bằng những uy quyền đó cô có thể tăng giá tiền nhà lên gấp 1.5 lần vì cái tội trêu đùa tình cảm theo khoản A điều 7 quy tắc gia đình Carasso. Nhưng đúng là trong lòng cô thấy có lỗi với lời nói sỗ sàng vừa rồi của mình thật. Người lớn nói là làm luôn. Biết cậu làm tạp vụ ở thư viện nên cô đã quyết định chờ sẵn để có thể xin lỗi cậu. À, cô chỉ xin lỗi vì lời nói hơi quá đáng, chứ đúng là cô méo thích cậu chờ thật. Bà chị này đọc sách nhiều, vừa đấm vừa xoa dẻo vô cùng. Mồm vừa bảo là do đi trên đường đọc sách này nọ, rồi ngại vì chờ sẽ bị mọi người trêu, nhưng ngay sau đó là lời chào tạm biệt mong cậu đừng làm phiền bà nữa. Usa đứng con mẹ nó hình luôn. Về đến nhà thì thấy cảnh thác loạn ngay ban ngày ban mặt. Bà Sumiko chơi thú nhún với tên khổ dâm Siro, mặt thì phê hơn cả chơi cỏ. Trong khi đó mụ Sazaka đang mân mê bé mỡ của Dumi rồi tiện tay dịch chuyển chiếc quần đùi của cô ra xa gốc tọa độ 5 cm. Nhưng việc duy nhất Usa để ý trong cái căn phòng hỗn loạn này là Jitsu từ xa đang ngồi co giò ở góc nhà, ăn luôn một đấm vào mặt vì không để ý đến bà cô Dumi. Mồm thì kêu không dễ dãi nhưng trai tân không thèm nhìn thì lại thẹn. Đúng lúc này, Mi đi nhận được cuộc điện thoại từ người yêu cũ. Mặc dù liên tục chống chế việc đang còn mê anh ta nhưng thái độ vui tươi đã biểu lộ tình yêu sâu đậm của Mi đi vẫn còn cho tên kia. Khi người yêu cũ gọi thì ngay lập tức nghe máy với giọng điệu nghe vẻ cục xúc nhưng lại vừa đi vừa nói chuyện với nụ cười trên môi. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Mi đi một lần nữa bị tên cha nam dắt mũi, tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi, từ buồn thành vui, thấy cái điện thoại là đứng dậy ngay lập tức. Thế mà mồm vẫn làm giá do tên kia dai dẳng cứ lẽo đẽo gọi điện cho mình mãi, chứ cô chỉ lịch sự thôi. Một người mọt sách như Jitsu lại bất ngờ phán mấy câu tư vấn tình ái căng đét như một chuyên gia. Usa vì thế cũng nảy sinh lòng nghi ngờ, không biết có phải do cô đã có người yêu hay không. Siro trong lúc này cũng thiết kế một trò chơi bạo dâm nhằm bạo lực nhưng mang tính chất tuổi thơ, súng bắn dây chun cấp độ mạnh. Không biết bà Midi có thích xăm mông hay không đây. Mọi ngày thì Beta bây giờ thì quay trở lại hình tượng ngăn nắp và gọn gàng. Cộng thêm với việc không ăn tối thì đi hẹn hò với tên cha nam là cái chắc. Usa đã nhắc nhở chị nên sống cho bản thân chị trước khi đi, cộng thêm tối nay có món trứng cuộn nữa. Buổi hẹn hò hôm đó, Dumi thật sự bực bội vì hắn chỉ muốn lên giường với cô, còn quên hết những món ăn cô ghét. Nhớ đến những lời nói của Jitsu, cô đứng dậy bắn mấy câu châm biếm nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời đi. Biết thế đã mang theo khẩu súng của lão Siro, chấm dứt được mối tình đau khổ. Dumi trở về nhà dùng bữa với mọi người, bây giờ mới nhận ra là bị tên Usa lừa, không có món cô yêu thích nào ở đây cả. Jitsu ôm cô, rất vui vì cô đã quyết định được việc thoát khỏi tên kia. Thực ra Jitsu có những lời nói như thế là do cô đang đọc cuốn sách lãng mạn về tình ái. Câu chuyện của người con gái trong chuyện cũng giống như Dumi bây giờ. Dumi sốc quá, gào lên đòi trả lại nước mắt từ nãy đến giờ cho cô. Nhưng người vui nhất bây giờ phải là Usa, cậu đã chắc chắn cô không có người tình, mình vẫn còn cơ hội.
sóng này chưa qua gió này lại đến. Usa chợt thấy Saza bị bạn trai áp bức ngay trước cửa nhà. Máu anh hùng chưa kịp nổi lên thì máu nạn nhân Saza đã cầu cứu. Vì không muốn vỡ mồm nên Usa phải nhanh chóng giải thích chỉ sống chung cùng nhà với Saza chứ chưa có cái mẹ gì hết. Con mụ Saza này ác thật chứ, miêu tả người mình thích mà chính xác không khác gì Usa. Tình hình xấu đi, lúc Usa chuẩn bị chào tạm biệt mấy chiếc răng thì Jitsu xuất hiện giải cứu. Một cuốn sách là không đủ để tên to cao này gục ngã. Ặc tưởng sẽ có cuộc bảo kê diễn ra nhưng cô chỉ làm được đến thế và xin đi vào nhà. Lấy lý do cuốn sách do gió thổi tới chứ không hề làm gì. Cứ tưởng Usa cứ thế theo chân cô mà thoát đi thì bị sách cổ trở lại. May mắn thay biến thái Siro xuất hiện cùng với anh cảnh sát trước mắt anh, nhưng mục đích không phải để giải cứu mà là bị ông sách về nhà. Bà chủ nhà và Jitsu nhắc nhở Saza không được mang rắc rối về nhà, nếu không sẽ phải tăng tiền thuê phòng lên gấp đôi. Saza dù rất sợ nhưng vẫn không biết thay đổi. Cô sẽ không dừng việc dụ dỗ họ mà là che giấu địa chỉ kỹ hơn. Siro đã giúp cô bằng sáng kiến xóa bỏ lớp trang điểm đi là cách nhanh nhất. Sau đấy anh đã được tẩm quất đúng nghĩa theo môn võ cổ truyền. Usa cảm ơn Jitsu về công cuộc giải cứu nhưng khen hơi nhiều làm cô phồng cả mũi. Saza khuyến khích cậu nên ở cạnh Jitsu nhiều hơn, nhất là những lúc như này. Cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với cậu rồi đấy. Chỉ có cậu nhóc ngây thơ không nhìn ra âm mưu thâm độc của bà chị Saza. Bà chủ uy hiếp Saza nếu còn dám làm rối loạn ngôi nhà sẽ nhận được án phạt thích đáng. Sợ rằng Jitsu biết anh còn yêu nhỏ. Trong buổi chiều tà, hai người vô tình gặp nhau trên đường về. Có xe đạp mà rắc thì không khác nào có quần mà không mặc. Jitsu vì ngại ngùng nên đã đuổi khéo cậu đi. À không khéo lắm, cụ thể là cút lên đạp xe về nhà đi. Thế mà lần này thanh niên đã cứng hơn rất nhiều. Bẻ lái câu chuyện thành lâu lâu muốn được đi bộ ngắm cảnh hoàng hôn. Tuyệt nhất là được ngắm cùng người nhà. Chính xác là người cùng nhà mới đúng. Như thế thì có mà chối bằng mắt. Bà chủ nhà chiêu đãi mọi người rượu quý của người bạn tặng cho, nhưng bất ngờ nhất là con bợm nhậu Dumi từ chối vì cô đang phải giảm cân. Saza châm chọc cái bụng đầy mỡ của cô thì giảm kiểu gì được. Nếu không cho bóp bụng thì hãy cho cô bóp phếu. Mọi người đang quây quần rượu chè đê mê thì có cuộc gọi đến từ bạn của Dumi. Lần này lại là bạn gái. Người bạn đáng ghét khuyên chị giảm cân để đi giao lưu với bạn bè của người yêu cô ta nhưng chia tay rồi nên bữa tiệc bị hủy. Cô không biết phải an ủi hay vui trên nỗi đau của cô ta nữa. Khó hiểu nhất tại vì sao Siro bị đánh vậy. Khi say người ta thường nói thật lòng. Dumi chia sẻ về tình cảnh ngặt nghẽo của cánh đàn bà. Nhiều bạn nhiều bè nhưng thân thiết thì lại ít. Mụ Saza này lại giả vờ say để nói thẳng đến Jitsu. Cô luôn khép mình và chẳng có bạn bè nào cả. Đụng vào người tình trong mộng của anh cái. Usa như tổ kiến lửa bật tanh tách cả lên. Lý do Jitsu như vậy là từ cấp 2 lên cấp 3 cô không có người bạn cũ nào cùng trường. Cấp 1 lên cấp 2 thì chỉ được mấy đứa, cho nên ở một mình thoải mái hơn là làm quen với mọi người. Saza vẫn bài bóp mỡ không bỏ được, thế là cả hai lao vào vật lộn nhau. Giờ thì chắc là con men chứ không còn là người nữa rồi. Đang định tâm sự chuyện tình cảm gắn kết tình anh em thì Siro giờ thói bệnh hoạn nhắc đến đồ lót làm Usa ngán cả người. Chỉ biết chúc đồ bệnh này ngủ ngon mà thôi. Dù đã thân thiết hơn với mọi người nhưng Jit Chang vẫn luôn ngồi một góc đọc sách. Tất cả là đều sách, sách và sách. Hôm nay theo kế hoạch, Usa đã cất xe ở nhà vì muốn đi về cùng Jitsu, nhưng thái độ cự tuyệt từ trước đến nay vẫn vậy. Giữ được phong độ là tốt. Cuộc nói chuyện của hai người ở hai thế giới có khác. Khác nhau hoàn toàn về tư tưởng. Trong khi Jitsu vẫn nghĩ anh là tên lập dị thì cậu cứ tưởng tất cả những điều ấy là lời khen. Nhờ thế đã củng cố cho cậu tư tưởng bắt buộc phải ngày càng mạnh dạn hơn. Không được bỏ cuộc, cậu bây giờ không khác gì con chuột lang khi cả ngày cứ lẽo đẽo theo chân Jitsu Senpai. Ở ký túc xá Kuransan có một câu nói, nếu không thấy Jitsu ở thư viện hãy ngay lập tức đến hiệu sách. Usa đi tìm cô thì đúng lúc hai người bạn cũ thời sơ chung bắt gặp Jitsu. Cô dù ít nói nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện và cho hai người số điện thoại. Tất nhiên là họ hỏi trước rồi. Hai người rời đi cũng là lúc khuôn mặt Jitsu tối sầm lại. Cô bỏ đi một mạch và còn cảm thấy tức giận vì sự hỏi han lo lắng của Usa. Cô mong anh đừng cố quan tâm đến cô nữa. Sau chuyện này anh đã bị Siro nhập xác, biến thành tên khổ dâm lăn lê dưới sàn nhà. Dumi bảo cậu theo đuổi chính là tuổi trẻ nhưng Jitsu chưa mở cửa rộng đến như vậy đâu. Cậu đang quá vội vàng rồi đó. Nhìn hơi biến thái nhưng Siro như là mảnh ghép hàn gắn tất cả mọi người vậy. Anh nói đỡ cho nhóc Usa với Jitsu, cậu đã như người chết từ hôm qua đến bây giờ rồi. Điều đó làm cho Jitsu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhiều khi muốn một mình nhưng lại sợ bị đánh giá là người cô đơn. Mọi người luôn quan trọng việc phải có người vây quanh. Jitsu không hề ghét họ nhưng không muốn bị xem là kẻ đáng thương như vậy. Mỗi lần như thế cô lại trút giận lên người Usa tội nghiệp. Siro lúc nghiêm túc không khác gì bậc thầy tâm lý. Anh có thể khiến cho Jitsu mở lòng. Usa đang vui bỗng lo lắng Jitsu đã động lòng với biến thái khổ dâm nhưng không. Cô còn xem anh là tên ngáo thật sự. Nói chuyện chắc bởi vì quý người trong nhà. Niềm đam mê đọc sách mãnh liệt làm cho Jitsu sao nhãng tất cả mọi thứ xung quanh. Đã qua bao nhiêu lần đèn xanh rồi nhưng vẫn cô không chịu qua đường. Vì lo lắng mà Usa bắt buộc phải quay lại đứng đợi cùng cô đến tận chiều tối mới về được đến nhà. Cuộc trò chuyện trên đường về đã giúp cả hai thân thiết, sát lại gần nhau. Hai người vừa về tới nhà, đập vào mắt là cảnh tượng Saza đang cưỡng hiếp Dumi. Đáng sợ hơn là hai người đã chẳng làm gì giúp cô nàng đáng thương Dumi cả. Jitsu lên tiếng nhưng là câu nói đừng có chắn lối vào nhà. Làm gì thì vào phòng rồi làm chứ không thể giúp gì hơn. Việc gì cũng đến tay, bà Sumiko nhanh chóng trùm kín đầu Saza bằng chiếc bọc ni lông. Cảm nhận được sự hành hạ bất tận từ trò chơi, tên Siro cũng muốn được thử cảm giác mạnh bạo. Sung sướng đấy,
Sự thật là ngày hôm nay Saza đã gặp lại bạn trai cũ. Cô lịch sự để cả nhóm không bị mất vui thì hắn ta cưỡng hôn. Cô cho một giày vào hai hòn bi rồi chạy thẳng về nhà. Đấy là còn đang nhẹ tay phải tôi đấm cho mấy phát. Cho nên cô muốn hôn Dumi để xóa đi sự ghê tởm đấy trên đôi môi. Đang nói giờ thì Dumi chen vào vấn đề đàn ông làm cả lũ đổi đối tượng tra cứu thành cô. Saza nhân cơ hội phân tích dữ liệu dựa trên chiếc máy tính tên Dumi. Theo thống kê 100% giai cô gặp đều là giai đều. À lên tới 130% vì tính cả tương lai. Vì luôn để các tệp đè lên nhau nên khi gặp lại người yêu cũ cô lại bồi hồi xốn sang không thể quên được. Cho nên điều quan trọng là cô phải cho tất cả người yêu cũ vào một tệp xem đó là tập virus rồi bắt đầu nghiên cứu phần mềm chống con virus bad boy đấy. Say mà Saza trình bày hay phết. Bài thuyết trình đã hoàn toàn thuyết phục nhóc Usa. Jisoo cũng định chõ mồm thêm vui thì bị Saza chặn họng ngay bằng một bài phân tích. Cô thì ngược lại với người bình thường, quá cẩn thận nên phân tích từng dữ liệu một lặp đi lặp lại ngay cả chúng là tệp vô hại không có thông tin. Điều đó khiến cô khó có thể tiếp nhận cảm xúc từ người khác. Còn thanh niên Siro thì không cần nói cũng biết ổ cứng của anh cháy cờ MNZ. Bị nói trúng tim đen, Jisoo chỉ đành né tránh bằng quả bẻ lái do giao tiếp kém mà thôi. Saza tò mò muốn mở khóa nụ hôn thuở ban đầu của cô nàng. Saza liền bò nhẹ nhàng tiếp cận tuyến phòng thủ của Jisoo may mà Usa nhanh tay vươn ra chắn giữa hai quả loa phát thanh. Loa của Jisoo vô tình hôn vào tay của anh khiến cô mặt đỏ như lửa. Nổi giận không vì lý do gì mà phi thẳng vào trong phòng. Usa phải ngay lập tức đuổi theo. Nếu như những phân tích vừa rồi tính ra ở cái ký túc xá này thì Saza là cái tệp virus rồi. Phải nhanh chóng quét nó đi thôi. Bà Sumiko an ủi nhóc trai tân đôi khi con bé có thể chịu được ở một mình nhưng không phải lúc nào cũng muốn thế. Nghe xong cậu nhóc lú ngang, không phải hai bà mụ kia mà chính Jisoo mới rắc rối nhất. Không khí im lặng của bữa tối cùng với biểu cảm ngây thơ vô số tội đã khiến Dumi cảm thấy rất khó chịu. Cô nói thẳng cả hai nên tìm ra cách giải quyết và đối mặt với nó đi, đừng vì nụ hôn mà diễn vẻ mặt ngây thơ vô số tội ở đây. Nghe xong là màn pháo hoa cơm canh của hai anh chị. Ôi nước nào bắn ra mà đẹp thế này, thì ra là súng nước của Dumi. Cô ướt nhẹp lộ hết cả bộ đồ lót không cùng tông màu. Đó là điều duy nhất Usa để ý, tất nhiên nói thế là lại một ăn khẩu súng vào mặt nữa rồi. Dumi nhắc đến chuyện Jisoo thích chơi trò này làm anh sướng điên, nghĩ về khung cảnh tuyệt vời của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bất ngờ nhất khi suy nghĩ nó không như thực tế, xuất hiện với bộ áo mưa con ếch nhưng cũng không thể khiến Usa thất vọng. Cứ là Jisoo thì làm gì cậu cũng thấy sướng. Usa nhìn mặt không khác nào chiếm lấy em đi. Yamite Krasai, cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu nhưng không có sự góp mặt của Saza. Cô không thích bị ướt nhưng Siro đệm thêm câu sự thật là sợ trôi mất lớp make up nên không tham gia. Tốt thôi anh được thỏa mãn sung sướng với cú thủy lôi sôi chậu. Hôm nay Jisoo rất năng động, cô hoàn toàn như một con người khác. Hóa ra cô là người bị ảnh hưởng cảm xúc bởi cuốn sách mình đã đọc. Mà hôm nay cô lại đọc cuốn siêu hài bựa. Đúng là có điểm chung thì không bao giờ ngừng được cuộc nói chuyện. Hai người trao đổi về những nội dung thú vị của cuốn sách giúp sát lại gần nhau hơn. Cô cho anh cuốn sách và rời đi với nụ cười tươi như PS. Đang nằm phai giới đọc sách thì nữ thần xuất hiện ngay trước mặt với vẻ mặt thánh thiện. Mới đáp lại được một câu thì cũng có một cú đá đáp thẳng vào mặt cậu từ phía sau. Không ai khác chính là Dumi ghen ăn tức ở, sợ thằng em này có hạnh phúc trước nên đành phải ngăn cấm. Usa cũng không vừa bật tanh tách, cái giò của cô thì khỏe quá có bị đá bao nhiêu lần vẫn đứng dậy được mà thôi. Bất ngờ nhất là hôm nay Jisoo nổi hứng xem cuộc tranh đấu giữa hai cái mồm mà không rời đi. Vì quá chán nên Siro đã đề nghị thực hiện một câu chuyện tự bịa theo vòng tròn. Mỗi người sẽ nói một tình tiết và người kia sẽ tiếp tục. Bắt đầu từ Siro nói về chuyện cổ tích có hai ông bà già chung sống với nhau. Tiếp đến là Dumi với quả tình tiết không liên quan con mẹ gì lắm. Lão già xuống sông cạo râu bằng máy cạo điện, bà lão đang giữ dây ở đầu bên kia. Câu chuyện quá bạo lực cho nam giới khiến Usa phải lên tiếng đổi tình tiết. Thêm chút mắm vào cho câu chuyện là hình ảnh tình cảm của đôi vợ chồng già. Bà gội đầu cho ông, Saza tiếp lời, bỗng nhiên ở thượng nguồn sông có một con Siro khổng lồ trôi giạt tới. Tiếp đến là thím Jisoo đang đọc sách nấu ăn cũng liên tưởng cho một câu chuyện tàn nhẫn. Anh lướt qua họ và bị trói như heo mang về lột da. Lột xong thì cái nhân bên trong lại chính là Usa. Từ đó ba người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Happy ending. Dumi không thích cái kết nhạt nhẽo đổi thành cuộc chiến tranh giành Usa giữa hai vợ chồng đang là xu hướng hiện nay. Nghe xong câu chuyện mà Usa thấy sờ chết ngang, biết Xích Trăng đang có mặt ở đó nên Siro đã bơm luôn. Đêm qua Usa đọc sách xuyên đêm không hề ngủ hay thực hiện nghi lễ thường thấy cụ thể là sóc lọ. Điều đó là Jisoo đỏ hết cả mặt, đụng đến sở thích làm cô mở lòng hơn. Họ bắt đầu trò chuyện về những tình tiết hài hước trong cuốn sách. Hai con quỷ cái định xen vào phá đám thì đã bị hiệp sĩ tóc bạc ngăn cản. Đang hợp nhau thì đi sâu hơn vào nội dung, mỗi người lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về tình tiết và nhân vật. Usa thất vọng tưởng hai người đã mất điểm chung nhưng đúng hơn là với gương mặt vui tươi của Jisoo Chang thì cô thấy thì ra đọc sách có thể hiểu trên nhiều góc nhìn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Con bé Loli Chang đã phải lòng biến thái khổ dâm Sirokun. Thực ra cô nhóc này là chủ nhân của chiếc bóp bị rơi mà anh nhặt được. Đặc biệt hơn là anh ta tuy khổ dâm nhưng là người cực kỳ trách nhiệm. Chưa bao giờ chậm tiền nhà dù chỉ một ngày. Hôm nay lấy được một đống tre được tặng nên anh quyết định làm một trò chơi gì đấy cho cả nhà cùng vui. Cảnh sát gọi đến để hẹn lịch ngày mai gia đình họ sẽ đến cảm ơn. Với vẻ mặt hơi biến thái của Siro thì cảnh sát cứ tưởng đến đầu thú. Thích những người phụ nữ chững chạc và trưởng thành. Con bé Loli kia thì không để ý nhưng mẹ nó thì chưa biết. Anh làm cô phát hoảng muốn ngay lập tức về nhà. Tính ra Siro còn có tài làm bánh nữa. Một chiếc bánh pudding thơm ngon đậm vị bon bon vào mồm Loli Chang.
Anh đang làm dở quả trò chơi lăn bi trên tre nứa đã thành công thu hút sự tò mò của Loli Chang. Anh chỉ mời cô qua nhà chơi cho có lệ thôi nhưng mà ai ngờ cô qua mỗi ngày luôn ạ. Loli cùng anh đã làm nên một bộ cực kỳ hào nhoáng. Sau bao nhiêu thời gian tiếp xúc thì cô đã tỏ tình với anh. Mặc dù anh cũng rất thích nhưng quy tắc chỉ có tình cảm với những em trên 18 nên hẹn cô 9 năm nữa. Dumi muốn giúp Loli thay đổi suy nghĩ về Siro nên đã nói xấu anh rất biến thái và không có tương lai. Có thể đổi đối tượng thành Usa đẹp trai khoai to và quý nhất là đang còn Jin. Thật bất ngờ khi một cô nhóc tiểu học lại biết rất nhiều về tình yêu. Đổi bài thành chiếm hữu của riêng, Dumi tỏ ra vẻ quyến rũ không khách khí rằng mình là người yêu Siro. Nhưng nhận lại như một cú tát ngang mặt, nói bóng gió là nên tìm người phù hợp hơn nói thẳng ra là bà chị này già quá rồi. Nhẹ nhàng không nổi thì ta cầm chổi. Dumi tức giận lên giọng quát nạt Loli làm cô bé khóc nức nở chạy đi mất. Sau đó còn làm quả mặt đáng thương như trẻ con, ngây thơ vô số tội nữa chứ. Tuổi đời gần đầu ba rồi mà chán không buồn nói, thắc mắc vì cô bé về không nói tiếng nào cũng không còn đến chơi nữa. Saza đã tố cáo việc cô bắt nạt trẻ nhỏ, nhanh tay thật, à không phải nhận lỗi cô đổ luôn cho Usa. Ngày mai cô bé vẫn không hề xuất hiện, hai người phỏng đoán là bị Siro từ chối đã khiến cô bé tiểu học đau khổ. Trên đường đi họ gặp Natsu đang đứng đợi bạn bè. Họ chạy qua Loli như một cách cô lập cô bé thì ra lần trước Dumi có nhắc đến chuyện sẽ bị bạn bè nghỉ chơi trà sát lên vết thương lòng của Natsu. Mẹ Natsu đến tìm cô vì cô đã đi biệt tăm tích từ chiều. Mọi người chia nhau ra tìm ở khu vực xung quanh, trời đã bắt đầu tối, dù đã tìm mọi điểm cô hay lui tới để vui chơi đều không thấy. Usa vác luôn con chiến mã chuẩn bị đi xa hơn để thăm dò thông tin thì nghe sột soạt từ bụi cây. Cứ tưởng con chuột nào hóa ra lại là Natsu, Dumi muốn trò chuyện phá tan bầu không khí thì lại chém mấy câu ngu ngu nữa. Cô lôi Jisoo vào bảo có người cô đơn mà vẫn sống tốt làm cô dọa tăng gấp 3 tiền nhà. Nhóc Loli cũng tàn nhẫn khi cứ nhắc đi nhắc lại cô đơn senpai. Lý do thực sự mà bạn bè nghỉ chơi với Loli là vì cô ghét anime. Cộng thêm việc áp lực điểm số đã khiến cô hét vào mặt bạn cùng lớp. Tiếng lành đồn xa cô trở thành kẻ bắt nạt và bị tẩy chay. Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bé cảm thấy bị đối xử tệ bạc đến mức muốn chết. Sumiko và Dumi đã gõ đầu ngay vì cái suy nghĩ trẻ con. Bà chủ làm tặng cho cô chiếc bánh pudding ngon nước mũi hết cốc này đến cốc khác. Siro hẹn cô tuần sau hãy mang bạn tới chơi vì anh sẽ hoàn thành xong mô hình. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, lần này cô không đi một mình mà mang theo tất cả các bạn đi cùng. Mọi người thưởng thức mô hình bi lăn siêu thú vị cùng tiệc ăn dây chuyền nước nhưng mà tiếc thay không có nước để làm điều đó. Bà mụ Dumi cứ nghĩ đến quảng cáo tã lót làm mất cả ngon. Natsu mở lời với cô đơn senpai sẽ làm bạn với cô. Bà chủ nhà đãi bọn nhóc một chậu pudding siêu to khổng lồ. Thời gian sau đó nhóc Natsu đã không xuất hiện nhiều nữa. Loli Chang mải đi chơi với bạn bè rồi, để giúp Siro quên đi nỗi buồn. Bà chủ nhà đã làm một bữa gà thịnh soạn cùng là cờ Siro vui vẻ ở trên. Có thông báo mới diễn ra về tên quấy rối xuất hiện gần đây. Dựa trên hình vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì nghi can lớn nhất hiện tại chính xác là Siro. Tên này có những hành động sàm sỡ và sâu hàng ngay giữa mùa hè nóng nực. Saza kể về lần bị sàm sỡ trên chuyến xe buýt, Dumi khuyên cô nên nói thêm câu tiếc cho anh đây 80% là giả đó nhé. Còn với bà lão Sumiko thì có cách xử lý đánh vào tâm lý. Chỉ cần chê hắn eo ôi chim bé thế, thì ngay lập tức sẽ xấu hổ mà chạy đi thôi. Quả đấy mà là Siro thì anh ta còn cảm thấy vui sướng chứ đừng nói là chạy. Jisoo tưởng thư viện và hiệu sách an toàn thì Dumi và Saza nêu ra quá khứ bị quấy rối ở hiệu sách và thư viện. Mấy tên này sẽ lén lút lại gần rồi sau đó hành động. Lo lắng về việc đó, bà Sumiko cấm tiệt cô đọc sách trên đường về, rất có thể bị biến thái sàm sỡ mà chính cô còn không biết. Để có thể tiếp tục niềm đam mê, Jisoo đã đưa Usa làm bình phong vệ sĩ, với cái chức năng mới y như người yêu, mặc dù bị bơ toàn tập nhưng cậu sẵn lòng được đi bên cạnh cô. Nhân tiện cậu chặn thủ hóa thân luôn thành kẻ biến thái. Nhìn từ đùi đến vai, kể cả những giọt mồ hôi rơi trên gáy cũng đủ làm trời hôm nay nắng cực. Mặc dù hành động vô tâm ấy của Jisoo đã làm cho cậu chán nản nhưng anh tôn trọng sở thích của cô nàng và không hề đánh giá gì về nó. Vì thế mà bị mọi người gọi là sim chúa, Jisoo ở ngoài đứng nghe cũng vô cùng cảm động. May mắn thay tên quấy rối cuối cùng cũng đã bị bắt. Người hạnh phúc nhất bây giờ chắc chắn là Jisoo. Cô chạy như bay đến thư viện với cặp giò trắng muốt, tự tin đi tất chân đen kéo cao ngang đầu gối. Usa nhìn từ xa mà nước miếng không ngừng chảy. Điều này bị Dumi phát hiện và hét cho cả làng nghe có tên biến thái mới xuất hiện. Không hiểu vì sao dù biến thái đã bị bắt nhưng đám trẻ con vẫn nói rằng thấy một ông già đáng sợ nhìn rất dê sồm đang đứng sẵn dưới tầng hầm. Lúc này Jisoo bước xuống căn hầm, cô vẫn chăm chú đọc sách với những bước đi nảy cả ngực, lộ ra hết sức hút của chiếc đùi ngon hơn cả KFC. Từ trong tối là một tên biến thái với ánh mắt con nghiện đã bắt đầu cởi dây thắt lưng. Cứ nghĩ là xe có một màn ú ả đầy bất ngờ nhưng không, hoàn toàn vô dụng với sự tập trung cao độ của Jisoo. Quả khoe hàng ngay trước mắt nhưng cô hoàn toàn không để ý, chỉ từ góc nhìn của tôi là mông tên khốn này nhiều lông vãi nho. Cái tay bẩn thỉu muốn chạm vào người Jisoo đã ngay lập tức bị Usa đánh bay. Cộng thêm đó là sự xuất hiện của Dumi và Saza sự đẹp tên biến thái. Nhiệm vụ lần này của Siro là buộc con thịt heo mang về chiên giòn. Nhưng mà sao không kéo quần rồi mới chói nhỉ? Nhìn cái dáng trông hài méo chịu được. Về đến nhà Usa phải dặn ngay kẻo quên, cấm tuyệt đối Jisoo không đọc sách khi ra đường. Điều đó sẽ gây nguy hiểm đến cơ thể nõn nà của cô. Mặc dù vẫn bảo mình xử lý được một cách cứng đầu nhưng cô cũng cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Nhưng anh quát hơi to nên cô gọi anh vào khu vực con gái. Vẻ mặt thánh thiện nhưng roi vẫn cầm trên tay,
mới chạm mỗi ngón chân thôi mà đã bị đánh thét trời. Trời quá nóng nên bà Sumiko cũng không muốn nấu ăn gì cho mệt mỏi. Tối nay mọi người sẽ được dẫn đến quán ăn của một người bạn tri kỷ của bà. Hai người đang tâm sự là thiếu trưởng nhân sự cho quán cà phê thì phát hiện sự hoạt bát, quan tâm và liên kết của Usa. Anh thúc giục mọi người nhanh chóng đặt món kèm thêm hướng dẫn chi tiết độ ngon và quan trọng của mỗi thành phần trong khi ăn. Một mụ thì lo đọc sách, hai mụ đánh nhau, còn thanh niên này đang quan sát một cặp đôi hú hí bên bờ sông. Như bố với bốn đứa con, nhưng sau khi nghe lời đề nghị, cậu nhất quyết từ chối nhận việc vì sợ những kẻ dị hợm nơi đó. Bà chủ cố thuyết phục cậu bằng cách nêu ra những biệt danh và nhân viên ở đấy đặt cho nhau. Cái biệt danh Hero Oshin của cậu thời sơ trung bắt đầu lòi ra. Vì bị phân tích một cách ảo ma của Dumi là cậu biến thái thích cọ má vào lông chân rồi bị Saza uy hiếp sẽ kể cho tất cả mọi người làm cậu phải nói ra sự thật. Vì bố mẹ cậu khá đặc biệt nên cậu cũng quen và thu hút những người bạn khá đặc biệt. Một tên khoa học điên luôn muốn phát minh ra thuốc độc. Một tên ảo đá lo sợ cánh cổng địa ngục ở đùi trái của anh ta mở ra. Một cô nàng mọt sách luôn nghĩ rằng mình nhìn thấy ma quỷ khắp nơi. Đến khi tốt nghiệp cậu mới biết mình luôn bị các bạn nữ gọi là tên bựa nhân thân hữu. Hero Oshin, anh thắc mắc tại sao bà lại biết cái tên đấy thì bà Sumiko giải thích đã phỏng vấn tất cả mọi người trước khi vào đây. Vì thế nên bà mới nghĩ cậu hợp với nơi này và đúng là thế thật. Một ánh mắt trìu mến của Siro lướt sang Dumi, rõ là đang cười tươi thì bà cô cho cậu một đấm gục luôn tại chỗ. Jitsu ở ngoài lắng nghe câu chuyện mà cười bật thành tiếng. Cậu nhất quyết sẽ không bao giờ làm ở cái quán dị hợm đấy. Trên đường về mọi người bắt đầu an ủi Usa, đừng ngại vì ai cũng từng được đặt biệt danh. Siro cũng góp vui bằng biệt danh nhũ nhân của mình. Lý do có cái tên ấy là vì lần anh bị bóng đập vào ngất đi khi tỉnh dậy đã nằm dưới cái vếu nặng 3kg của Senpai. Cô nặng 80kg và hơn 2 tuổi. Sáng hôm sau hai bà già này vẫn không bỏ cuộc, phải lấy bằng được nhân tài này về, cưỡng ép Usa mặc đồ bản xứ. Tất nhiên cậu không hề thích nhưng vô tình bộ đồ lại làm Jitsu mê ngẩn me ngơ. Chỉ cần thế thôi, không cần phải nói nhiều, cậu chốt làm luôn. Xong vậy là bà Sumiko có được tấm vé đi xem Blackpink. Hôm nay là ngày đầu tiên Usa phải đi làm dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè. Cậu sẵn sàng mặc bộ đồ nóng chết mẹ này chính là do sự thích thú của nàng thơ Jitsu. Mặc dù biết cô chỉ chú ý mỗi bộ đồ mà thôi nhưng điều đó cũng đủ làm cậu phấn đấu chịu khổ. Lần đầu gặp mặt những đồng nghiệp cùng công ty, cùng quán, mỗi người một bộ đồ đặc biệt, mang đậm bản sắc Nhật Bản. Họ ra ký hiệu chúc cho Usa may mắn trong khoảng thời gian sắp tới. Người đầu tiên anh gặp có vẻ không kỳ lạ lắm, cái tên D'Amato trông rất bình thường. Không có vẻ như anh đã nhầm, mới lần đầu gặp mặt đã kể hết toàn bộ gia cảnh từ ông bà chú bác đến hai bên nội ngoại. Tốc độ nói phải 10 từ trên giây không cho cái tai cậu nghỉ ngơi. Người thứ hai gặp trông có vẻ thư sinh hiền lành, Kurokawa, với giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm túc. Lần nữa Usa lại suy nghĩ anh ta chắc chắn rất bình thường. Cho đến khi Kuro kể về linh hồn của mình, điều đấy đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của Usa. Và thế là hết, những tên dị hợm, tên D'Amato nhầm D'Amato ngăn cuộc nói chuyện của Kuro, tưởng là nói đỡ cho cậu nhưng hóa ra hắn chỉ để ý đến vấn đề cái tên mà Kuro nói sai trong phần thuyết trình. Cả hai tiếp tục tranh cãi suốt cả buổi sáng, ký ức sơ chung đang ùa về, một lần nữa cậu phải chịu cái cảnh đứng giữa lũ kỳ quái này hay sao? Không chỉ cậu phải chịu cái cảnh đau khổ này mà kể cả Dumi cũng đang buồn vì không được bạn mời đi hẹn hò nhóm. Jitsu tỏ ra cô rất ghét việc này, nữ thần vừa mới chê xong thì bạn anh gọi đến mời đi hẹn họ nhóm. Dumi phát hiện ngay lập tức cưỡng đoạt chiếc máy của Usa, phát hiện tin nhắn rủ đi karaoke, và thêm đó có cả cô bạn cùng cấp 2 làm chủ đạo cuộc chơi nữa. Theo phân tích của các nhà chuyên gia make-up thì cô gái trong hình này không ai khác chính là cô nàng đã nhát ma Hero xin thời sơ chung. Cứ tưởng anh phải là người giúp đỡ cô khỏi bị bạn bè xa lánh thì đây là dịp để cô tỏ tình, ai dè cô bảo nếu anh đến thì hủy buổi hẹn luôn. Bất ngờ thay, buổi hẹn đấy lại diễn ra đúng vào quán cà phê anh đang làm việc. Ở nhà quá chán và nóng nực nên cả nhà quyết định đến chơi cùng Usaken. Jichang không muốn đi nhưng đã bị bà Sumiko dụ dỗ bởi đống sách ở quán. Jichang xuất hiện với bộ trang phục truyền thống kèm thêm chiếc kẹp tóc hoa hoe. Trông phải nói là đẹp xuất sắc, cô nàng Hazashi dù vẫn nhận Usa làm người quen nhưng lại ngại ngùng nên không muốn nói chuyện. Cô lướt qua anh trong khi anh còn đang nói dở. Họ vào trong với thái độ cãnh kiệu yêu cầu anh béo Kuro phải gọi là chủ nhân. Cả hai đều có lý do không thể tiếp được. D'Amato đành phải đảm nhận vị trí chăm sóc khách hàng kiêm luôn vị trí đạo lý làm người cho lũ công tử bột lắm tiền ngỗ nghịch ngày hôm nay. Thế nhưng chưa được quá một phút đã ra đi cùng lời than tiếng trách. Sao có thể khinh thường một sinh viên nghèo từ quê lên được cơ chứ? Công tử tóc vàng thích cô nhóc Hazashi tiếp tục làm khó Usa. Mọi người trong khu ký túc xá cũng vừa kịp đến. Ngay lúc cậu đang đau khổ, nhục nhã nhất thì nữ thần Jichang xuất hiện. Mọi ánh mắt đều hướng tới ngưỡng mộ sắc đẹp của cô. Cô gọi Usa xuống để gặp mọi người. Mấy tên khốn buông lời trêu chọc nàng thì ngay lập tức làm cậu nổi giận. Nhưng Jitsu lại đồng ý cậu chính là người yêu cô rồi rời đi. Sau đấy là tiếp sức mùa thi cùng hai hoa khôi khu ký túc xá. Kéo cái áo lộ vòng một tô thêm son căng bóng. Rất nhanh gọn đã úp Usa vào lòng dưới sự ghen tị của đám con trai. Còn Hazashin thì bị phù thủy Saza bóc mẽ, tháo lông mày ngay trước mặt mọi người. Dumi khuyên Usa đừng có làm người tốt mãi như thế. Cậu quay xuống thì Jitsu đã đi về mất từ lâu. Chắc chắn là quá xấu hổ vì nhận làm nhân tình và nói trước nhiều người lạ đến như vậy đây mà. Usa thì hạnh phúc muốn chết, còn Jichang thì xấu hổ muốn chết mà thôi. Thôi thì có muốn chết chung đi nữa thì cũng là điểm chung. Vẫn quá tốt rồi, tối hôm đó là bữa tiệc bánh hamburger và vị trí ngồi bên người đẹp.
Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh các vấn đề về sách. Usa đang thấy sự tiến triển tốt đẹp của cậu chuyện thì bà già Dumi đã chen vào phá đám. Vu khống sự thỏa mãn hạnh phúc của cậu là do được áp ngực vào ngực bà chị. Tốt rồi, thành công xua tan những niềm vui cả ngày nay của hai người rồi. Sau màn ra mắt hết sức ấn tượng cùng bộ ngực quá cỡ đã thu hút sự chú ý của bạn Usa. Mặc dù Usa đã tốt bụng thành tâm ngăn cản nhưng cậu ta nhất quyết muốn làm quen. Nhìn lại mặt hàng ta có thể thấy rõ được sự ngớ ngẩn thế nào của bà già Dumi. Không thể hết cơn chán, Dumi quyết định hành hạ tất cả miễn là bà ta vui. Tất nhiên nạn nhân lần này không ai khác là Siro và Usa. Lý do mà bà chị buồn là do đồng nghiệp đã có bạn trai và người duy nhất còn độc thân ở công ty là bà chị. Tức giận hơn lại đánh vào đầu lão Siro. Mọi người thắc mắc vì sao lại ngồi lên người Siro. Dumi bảo là do họ bảo đấy là thú vui của người lớn. Mà chưa kể Siro vừa cao nhất vừa là người lạc quan nữa. Điển hình là, cậu đúng là rác thải của xã hội. Thật tuyệt vì tôi sẽ được các cô nội trợ vứt sao. Nếu như có được sự lạc quan đấy chắc chắn cô sẽ vượt qua mọi thách thức. Khi thấy có ai để quên máy điện thoại dưới căng tin với màn hình nền là ảnh cặp đôi. Hay họ kể lể chuyện tình cảm hay là nói ra những câu chê trách cô quá kén chọn. Họ có biết Epa như cô đã đau khổ thế nào khi nghe thấy những lời đấy hay không? Chút giận bằng việc kéo tóc Siro, bà chủ đưa cây đàn ra và tưởng cô đang chơi cưỡi ngựa. Quá đau khổ vì ký ức đau thương cùng cây đàn, cô trèo lên gác mái thể hiện show diễn âm nhạc. Bà chủ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn uống để lắng nghe. Giọng ca rất hay nhưng lời thì lại siêu đau lòng. Dích Trăng vẫn như mọi khi chỉ tập trung đọc sách. Anh quen với không khí như vậy là do nhà anh cũng nhiều vị khách kỳ lạ không kém. Còn cô chuyển đến đây vì mẹ cô đi nước ngoài. Cô đọc sách nhiều hơn vì sợ lớn lên tương lai sẽ giống mọi người. Bà chị đã rơi vào tình trạng khủng hoảng thật sự, bắt đầu nói nhảm về chuyện cuộc đời Lâm Ly Bi Đát. Cô chán ghét bản thân mình là người dễ dãi nhưng mọi người đều yêu quý cô vì cô luôn vui vẻ và năng động. Những lời nói ngọt ngào của bà chủ nhà đã xoa dịu nỗi thương lòng của nữ quái nổi loạn Dumi. Đêm hôm lại có tiếng la hét thất thanh, Usa ra ngoài thì đụng ngay nàng thơ Jisoo có cái đập ba khe trắng mịt. Theo sau là nữ quái Dumi này đã mặc cùng một bộ đồ lót. Nguyên do là trong khi đọc sách Jisoo đã thấy một con rết rơi xuống. Cô gặp chết nó và mang đi cầu cứu mọi người. Đến phòng Sumiko tí thì đái ra quần. Bà thích sưu tầm mấy con búp bê Nhật Bản. Qua đến phòng Dumi thì dẫm ngay cái đèn pin úp mặt vào cặp đồi quá cỡ của bà chị. Cô kêu cứu với con rết trên tay làm Dumi hét vang rừng vang núi nên mới có cảnh lúc nãy. Hóa ra thứ bị nhầm là con rết ở phòng Dumi lại là đồ lót nội y lọt khe. Bình thường lũ rết sẽ được bà Sumiko xử lý nhưng hôm nay bà ra ngoài sáng mai mới về. Mà ngay cả băng dính cũng không thể giữ chân được chúng thì cuốn sách của Rick Chang có sức mạnh gì? Không thể vượt qua được vẻ dễ thương quyến rũ của nữ thần Loli. Anh chàng Usa quyết định chuẩn bị vũ khí lên đường diệt yêu quái rết. Vũ khí bao gồm bong bóng, đũa và bình giữ nhiệt. Lần đầu tiến vào khu con gái cùng với hy vọng được ngắm nhìn vẻ đẹp nữ sinh, thêm vào đó là mùi hương quyến rũ. Nhưng không đập vào mắt là căn phòng bừa bộn lẫn trộn giữa mùi rượu và bánh cũ của Dumi. Anh quyết định ra đi không một lần ngoảnh lại. Mục tiêu chính vẫn là căn phòng của Senpai, một căn phòng gọn gàng với những chồng sách kín như thư viện. Phát hiện con rết nằm trên giường mà Senpai đặt cái đít lên ngủ đã làm cho cậu ấm sôi sùng sục. Usa phải ngồi xuống để trấn an thằng em và lên dây cót tinh thần tiêu diệt quái vật rết. Một lần nữa là vẻ mặt gợi tình cùng câu nói không sợ giường bị ướt đã đun sôi bộ ấm chén của Usa. Năng lượng đã đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị úp sọt thì không thấy rết đâu. Để có thể có giấc ngủ ngon, cả nhà chia nhau đi tìm nhóc rết. Đang đi trên hành lang thì con rết rơi xuống ngay áo Jisoo. Usa đứng hết cả tim, chuẩn bị chiến dịch gạt bỏ ra khỏi địa bàn hoạt động thì bị Jisoo phát hiện. Con rết cũng tạo cảm giác mát lạnh trên sống lưng, quá hoảng hốt cô bắt đầu quay mòng làm đổ bình giữ nhiệt ra ngoài. May mắn Usa đã có pha anh hùng cứu mỹ nhân, che chắn dòng nước nóng cho cô, chịu bỏng một chút nhưng đổi lại là được ôm nữ thần vào lòng thì quá là hời. Ngay lúc cao trào thì phải rút quân ngay không, cậu ấm chạm vào lưng cô thì hỏng. Con rết lúc này đã di chuyển đến vị trí gặp mặt Dumi. Saza sau 2 tiếng trang điểm đã xuất hiện kịp thời với loạt hành động xử lý nhanh gọn lẹ. Thì ra lúc còn ở quê cô đã quen đi bắt những con rết này rồi. Lúc đó Jisoo mới để ý vết bỏng đỏ rực trên tay Usa. Cô nhanh chóng giữ anh lại rồi xử lý vết bỏng khiến anh dần như nghĩ về cái chết. Sướng chết mất thôi, mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn đột nhiên xuất hiện một vị khách quý. Chàng trai nghiện hai trái núi của Dumi đã đến được đây bằng cách lên hỏi thẳng đồn cảnh sát. Dumi xuất hiện với bộ đồ mát mẻ đã lấy đi 2 dòng máu mũi từ Tagami. Cậu không ngần ngại mà ngay lập tức ngỏ lời muốn mời chị đi chơi. Một tâm hồn đang buồn bã bông gặp trai tơ mạnh dạn thì chị đã quay trở lại như xưa. Nhưng khi biết nhóc còn chưa đủ 15 thì chị sửng sốt. Không thích mấy thằng chưa mọc lông chim, bạn tốt Usa bào chữa ngay chỗ đấy rất rậm rạp. À tất nhiên phù thủy Saza sẽ để ý câu nói đấy rồi. Sao mà biết chỗ đó rậm được hay vậy? Trong thời gian đợi chờ đi làm, Usa tranh thủ đọc sách mà Senpai cho mượn. Hai thím giá lại châm chọc anh, sướng chảy nước thực ra là mồ hôi hay trào cờ là đứng dậy. Anh có dự định nghỉ ở đó vì không muốn tiếp xúc với những người kỳ dị nữa dù mức lương khá ổn. Đang nghĩ thầm công việc thì thoải mái, làm quen với mọi người cũng thân thiết hơn rồi thì hiện thư vào mặt cậu đôm đốp. Một tên văn chương lai láng nổ như bom sách được lấy về từ Anh Quốc. Một tên thì lại nghĩ trong kệ sách có linh hồn trinh nữ. Mọi hy vọng lại lần nữa khép lại. Phải nghỉ, tuyệt đối phải nghỉ. Xếp xong chồng sách thì còn hẳn mấy ngăn trống, họ đành mượn sách cũ của Jisoo. Có qua thì phải có lại, tất nhiên là họ sẽ free vé uống cà phê cho cô. Ở chỗ đấy lại còn có nhiều loại sách khác cho cô thỏa sức nghiền ngẫm. Chồng sách khá nặng nên Siro sẽ phụ trách mang nó đến.
trong suy nghĩ của anh, chiếc xe riêng của Siro phải là xế hộp Kia Morning, nhưng không. Thực chất nó chỉ là chiếc xe ba gác với động cơ chạy bằng cơm Sirocan. Mới gặp Saza đã cua ngay thanh niên văn thơ lai láng khiến Dumi cũng đến nể. Đúng là thiên đường dành cho dân mọt sách, không mất quá nhiều thời gian để Jitsu chìm đắm vào nó. Ai cũng có cách để hạnh phúc, quan trọng là nó khác nhau. Điển hình là tên Siro thích bị cái nắng thiêu đốt, Usa dù tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn để lại ly nước đá cho anh. Ơ, hóa ra không phải mỗi tên này thích khổ dâm mà còn một người nữa. Hóa ra là người quen Hayashi, cô đến để xin lỗi Usa. Chưa đến 15 giây nói chuyện với anh, cô đã biết khả năng tiếp xúc với dị nhân của Usa lại tăng lên. Tâm sự với nhau một lúc, anh luôn thấy Usa là người nhiệt tình và tốt bụng. Còn trong tâm trí cô, Usa luôn là người hùng đứng giữa ranh giới dị nhân và người thường. Cô tính mang cả câu chuyện ma mới xem được và kèm theo đó là hộp chocolate ngọt ngào, nhưng đột nhiên đi qua lớp học lại nghe được lời bàn tán về mình. Bọn họ luôn thấy sự không thoải mái của Usa khi trò chuyện với cô. Nếu không có anh thì cô sẽ bị cả lớp ghét bỏ. Lúc này Usa xuất hiện từ đằng sau, với giọng nói nhẹ nhàng, anh không hề khó chịu như lời họ kể. Anh rất muốn nghe câu chuyện của cô. Ngay lúc này Usa cũng không thể ngăn nổi cơn lo lắng mà gọi Siro vào bên trong. Lúc này cậu cũng phát hiện Hayashi đang ngồi bên cạnh Siro. Lúc này cô cũng mạnh dạn đứng dậy cảm ơn và xin lỗi đã làm những hành động không phải với anh. Hình ảnh sơ chung hiện về, nhưng vì nước mắt hơi nặng nên trôi hết lớp kem nền. Dù bị Dumi đánh vì quá tốt bụng, tại sao tha lỗi dễ đến thế? Nhưng tất cả là vì lần đấy Jitsu xuất hiện và giải thoát cho cậu, nếu không cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Hayashi. Cuộc gặp gỡ của những bà hoàng make up trong nhà vệ sinh. Dumi nói thẳng cô không dễ thương như cô nghĩ đã làm cô sốc mất 5 giây. Khen hai bà cô đẹp từ khi sinh ra thì bị phủ quyết bởi Dumi rằng người đẹp ở đây chỉ có một mà thôi. Hai người lao vào đánh nhau dữ dội thì bị cắt ngang bởi cuộc gặp trời định. Anh béo khen cô có một linh hồn hộ về tuyệt vời. Đây chính là điểm chung quý giá, hai ông bà này dường như sinh ra để dành cho nhau. Trong lúc đó Jik Chang đã về nhà mà ma không biết quỷ không hay. Usa hỏi cô về một số kiến thức trong sách thì bị nhầm tưởng đang viết tiểu thuyết khiêu dâm. Thực ra đây là bài báo cáo hè của cậu, nói mấy thứ khổ dâm khiến Siro nhận được lời đề nghị một đi không trở lại cái căn phòng này. Cùng lúc đó là sự trở lại của Natsu sau 3 tháng tư tập vắng bóng. Chẳng lẽ lại bị bạn bè nghỉ chơi tiếp à, thì ra lão đến không phải chơi mà giao cho anh làm bài tập hè. Đúng là quá khôn lỏi, nhưng đây là Siro cơ mà, còn đòi làm cả nô lệ nữa cơ. Anh xin bà cô quần tất để làm bi nhãn sáng bóng thì ăn ngay một đạp. Jitsu về mấy khoản trò chơi dân gian này làm cô siêu hứng thú. Họ bắt tay vào làm bóng, chỉ có Dumi là liên tục làm vỡ. Cô khoe thành tích chơi bi nhỏ cỏ đen vào ban đêm, còn Natsu cũng không chịu thua kém khi thể hiện khả năng ném bóng vào rổ bằng mồm. Theo cách hiểu của Dumi thì ta cũng biết rồi đấy. Đến phần quan trọng cuối cùng là làm sáng bề mặt bằng tất chân. Jitsu đang phê với trò chơi lần này thì Natsu ngây thơ hỏi lên lý do sao mà cô không hẹn hò với Usa. Đến cả đứa con nít còn biết Usa thích cô, vì anh luôn quan tâm đến Jitsu, nhưng đối với cô chỉ vì anh ta tốt bụng và hay quan tâm đến những người kỳ lạ mà thôi. Điều này đã làm cho mọi người cảm thấy ảo vơ cơ lơ. Rõ như ban ngày ban mặt thế mà, ể hóa ra cô ấy đang ghen vì cậu phải chăm lo cho Hayashi ở quán cà phê. Dumi nghiêm túc ngăn cản cái miệng trẻ thơ của Natsu sẽ biến câu chuyện này thành một mảng bi kịch. Đang trên đà giáo huấn thì Siro chen cái mồm vào lập tức lĩnh một vé đi xem show diễn của Blackpink. Khi Usa về nhà câu chuyện cũng đã đi quá xa, đột nhiên nàng thơ dịu đang đã quay trở lại tức giận ngó lơ anh. Mọi người đang cùng theo dõi chương trình Chó Là Bạn Không Phải Tôi vui vẻ thì bỗng Dumi nổi đoá về thú cảnh. Cô sợ sẽ không chấp nhận được hiện thực mình sẽ độc thân mãi mãi. Saza thì khuyên cô nên thử nuôi động vật vì điều đó sẽ làm cho cô không dây vào bọn trai đều. Bà chủ nhà đề xuất đến việc nuôi thỏ thì Saza chêm vào câu sợ đến lúc cô cảm thấy hết cô đơn thì cũng không ma nào thèm lấy. Hai người lao vào tận nhau trong không khí vui nhộn của cả gia đình. Usa hỏi senpai thì bị cô cho ăn bơ toàn tập. Để cậu bớt ngại, bà Sumiko chia sẻ Jitsu thích con chó lớn. Saza ví cậu như con chó lớn vậy, làm Jitsu đỏ hết cả mặt lập tức phản đối. Siro nói đỡ cho cậu là đừng làm tình làm tội Usa, nhưng theo một nghĩa dâm tục hơn là làm tình làm tội đây. Usa đang cay cú không trả thù được vì chả biết gì về Saza hết thì bạn của cô đến chơi và còn đòi ngủ lại. Dù cô một mực từ chối nhưng bà chủ lại đồng ý cho ở lại. Lâu lắm mới có khách quý tới chơi, cô ấy để ý cái chày đinh mà Saza đã dùng thời đi học cấp 2, cô luôn miệng tuôn ra những bí mật mà Saza phải ngay lập tức bịt mồm lại. Phát hiện ra đây chính là hộp chứa điểm yếu của Saza. Như thấy kho báu lóe lên, Usa và Dumi đón tiếp cô như chủ tịch nước. Mọi người phấn khởi vào phòng khách nói chuyện về cái tên Nabe ngày xưa của Saza. Trong khi cô đang bị mấy chị khóa trên bắt nạt thì Saza phá nát nhà kho xuất hiện với cái chùy đinh trên tay làm mấy bà chị chạy tán loạn hết cả lên. Lý do mà Saza bị nhốt như vậy là do ăn trộm trứng gà của hợp tác xã mang đi bán với giá 50 đồng một quả. Rẻ vô cùng, cô luôn cảm thấy may mắn vì được làm bạn với Saza. Còn Saza thì ngược lại ước gì cô chưa xuất hiện, một lúc sau cô cũng ngấm rượu và ngất lịm đi. Saza quyết định make up hóa thiên nga cho nàng thơ để đi họp lớp. Cô biết nàng đến để gặp những người bạn mà cô còn không muốn. Công nhận Saza như các tỷ tỷ Trung Quốc, hồ biến phát không nhận ra luôn. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Sau lần tốt bụng giúp đỡ mà cậu cũng may mắn biết được thứ mà Saza sợ nhất là gì. Đấy chính xác là con thỏ. Trách gì trước lại ngăn không cho Dumi nuôi. Lâu lắm rồi cả hai mới cùng nhau đi về nhà. Nhắc nhở chuyện đi tiếp hay dừng lại của đèn đỏ và xanh là thời gian quý báu duy nhất giúp Usa chạm vào thân thể cô.
Vì hiểu nhầm nên cậu được ăn mấy gậy của Dumi. Mải đọc sách mà không biết bạn mình đang hỏi chuyện. Usa phải xuất hiện gây ồn ào để Jisoo chú ý hơn. Lúc này cô mới biết có bạn ngay bên cạnh. Gặp được người có chung sở thích khiến Jisoo tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ. Hai người rất thân thiết và còn đi bộ cùng nhau về. Thế không phải là may mắn cho Usa. Người bạn mới bắt đầu hỏi liên tục về đời tư của Jisoo, hóa ra bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Lúc này cô mới cảm giác được sự tinh tế của Usa. Cô bạn lập tức đòi đến khu trọ nhà Jisoo để tham quan các chàng trai. Usa với tốc độ thần gió phóng như bay về nhà, thành công dụ hai má mì ra ngoài ngắm trai đẹp và trói khổ dâm tặc vào cuộn chăn để tránh xuất hiện trước mặt hai người. Người bạn từ đó luôn xuất hiện bên cạnh Jisoo dù là đi toilet hay đi về nhà. Cô nhắn tin liên tục bất cứ khi nào. Cuốn sách yêu thích nhất năm của Jisoo vẫn chưa thể đọc tiếp. Thứ bảy tuần này cô có cuộc hẹn gặp mặt hội những người yêu sách. Hóa ra cô lại bị lôi đi hẹn hò nhóm. Cuộc gặp gỡ ở karaoke chứ không phải thư viện hay hiệu sách khiến cô bối rối không nói nên lời. Một chàng trai khôi ngô tiếp cận cô và bắt đầu đụng chạm cơ thể với cử chỉ thân mật, nhưng hóa ra tất cả đấy đều chỉ là suy nghĩ của tên Usa, tên biến thái. Nhân vật đấy cũng không ai khác ngoài anh Hóa Thành. Ở đây mặc dù mọi người ăn mặc như đám tay chơi nhưng thực chất đều là dân mọt sách. Cậu nhóc đeo kính này cũng là một fan của cuốn sách mà cô đang đọc. Những lời nói tiếp theo của nhóc đã vô tình xúc phạm đến những người mới đọc sách như Usa. Cô lần đầu phản bác cuộc tranh luận của người lạ, cô khinh bỉ những kẻ lấy chuyện đó ra làm trò cười. Mọi người bị một phen hết vía, tên nhóc này lại là người duy nhất thích thú điều đó. Lấy tay mạnh dạn xoa đầu cô, phản kháng thì lại kéo vai ôm người. Cuộc gọi điện đến từ Dumi đã cứu cô ấy một phen. Thực ra đấy là tin nhắn của Usa, anh phải thuê với cái giá cắt cổ 1.000 yên cho 5 phút. Làm giàu không hề khó, Jisoo lên xe buýt trở về nhà. Usa đã đợi sẵn ở điểm dừng từ lâu, anh vui vì biết cô không hề thích hay chủ đích đến đó. Cô mệt mỏi vì phải nhắn tin đi toilet và trả lời câu hỏi. Nhưng Usa lại cứng miệng bảo sao không nói đủ rồi như lần trước. Jisoo phản bác lỗi rất cả là do cậu. Jisoo rất tức giận vì cứ có người tự tiện làm những điều mình thích mà không hỏi ý kiến cô. Hai người khác quan điểm sống, lỡ nói thẳng ra những điều không nên. Sau chuyện đấy, cô bạn kia đã không làm phiền Jisoo nữa. Lúc đi xuống cầu thang thấy bóng dáng Marumi chạy qua cùng đám bạn. Cô nói rằng Jisoo thích ở một mình nên không hợp nhau. Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Jisoo đã khóc, khóc vì những chuyện đã diễn ra ư? Không chỉ là do câu chuyện trong cuốn sách quá cảm động mà thôi. Về đến nhà, bà Dumi nổi đùng nổi đóa lên vì hai đứa đi hẹn hò dưới ánh hoàng hôn. Cả hai đã quá mệt mỏi, Usa tiếp tục với đống công việc báo cáo. Siro thì liên tục thêm mắm muối về tiểu thuyết khiêu dâm. Đây là quyển sách mà Jisoo rất thích, cậu muốn chứng minh cậu đọc sách vì cậu thích chứ không phải vì cô ấy. Cậu đọc để hiểu cô ấy hơn. Rượu nho đã được ngâm 5 năm nay, trong khi đó hai đứa sinh viên phải uống nước ép mận. Dumi liên tục nhớ về cái kích thước 17cm mà anh chàng kia để lại. Jisoo chăng lại uống nhầm rượu, Usa lây bệnh Siro liên tưởng đến viễn cảnh thoát y của Jisoo cùng những lời nói khiêu gợi. Không may hai mụ già đã xuất hiện ngăn cản ý nghĩ đó. Khi say người ta nói hết những điều trong lòng, Jisoo lên án vì sao Saja là người xấu nhưng lại có người bạn hiểu chị đến như thế. Cô không biết làm sao để tìm được một người phù hợp với mình. Cô sợ sẽ chẳng bao giờ có thể có được người bạn tốt của đời mình. Dù anh chàng kia vừa thích sách vừa đẹp trai nhưng hắn nói xấu Usa nên cũng cho cút luôn. Quay sang đánh giá tiếp Usa, cậu lại là người quá tốt bụng. Gặp ai cũng giúp, cô tỏ ra ghen tuông với Hisashi vì không muốn cậu tốt với, nói được một lúc thì lại kêu đói muốn đi ăn. Cô tỏ ra cút dễ thương để có thể được ăn chiếc bánh kem giới hạn gần nhà ga. Cậu đứng dậy định đi lấy đồ ăn trong phòng thì cô kéo lại muốn đi cùng. Tất nhiên chuyện tốt không bao giờ là suôn sẻ. Đi cùng là hai bà chị già muốn khám xét địa ốc căn phòng. Với đủ loại tạp chí khiêu dâm và JAV, sáng mai khi Jisoo tỉnh dậy, cô đang giúp anh hoàn thành nốt bản báo cáo. Dumi cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Cậu vào phòng và Jisoo chạy đi ngay lập tức. Usa đuổi theo và nhận được ánh mắt hơi dê đến từ Jisoo. Cô bật cười vì những bình luận của cậu. Cô hứng thú muốn đọc những bình luận của cậu. Nhắc đến nhật ký truyền tay làm cô đỏ mặt chạy đi. Cậu xin số và Gmail của cô, để lần sau không tốn tiền mượn Dumi nữa. Cuộc cách mạng đã thành công ngoài sự mong đợi. Khoảng cách của hai người đã dần được thu hẹp lại hơn bao giờ hết. Bộ phim hôm nay khép lại ở đây thôi. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ Góc Anime ra thêm nhiều phim mới bằng cách like và subscribe kênh nha. Bye bye!